Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Hoàng Gia Kendo. Ngày hôm nay Đức sẽ giới thiệu cho các bạn xem hoạt động buổi sáng của trang trại Hoàng Gia sẽ diễn ra như thế nào nhé. Xin mời mọi người cùng đi theo chân mình. Đây là hoạt động sáng của mình này. Đây là khu mình giờ vào khu chó lớn trước. Chó lớn thì gồm có Alaska và Golden nhé các bạn. Đây, khu trước này thì buổi sáng mình sẽ thả cho các bé ra, thứ nhất là đi vệ sinh, thứ hai nữa là cho các bé vận động đó, vận động đùa giỡn. Và đó là nhân viên mình đang cho đang vệ sinh hiện tại và vệ sinh sân đó để cho sạch sẽ. Cái khu vực này thì sẽ có là 3 người, một người là đi cho nước uống, một người là đi dọn vệ sinh phân, đấy, còn một người là xịt rửa chuồng này. Đó. Những bé mà không được thả ra đó là bé đực giống nhá, đực giống thì không được thả ra vì bên mình sẽ không sợ có những con mà đến thì đến giống á, nó sẽ nhảy bậy. Đó. Đây này, hai bé Alaska này. Đó. Còn bạn kia là đi kiểm soát và đi kiểm soát chó nha. Tại mình thì cực kỳ nhiều luôn. Tiếp theo mình sẽ đi ra khu cho nhỏ nhá. Chó nhỏ thì gồm có dòng Shiba và dòng Corgi. Đây là toàn cảnh sân vườn của mình. Mình thì có làm khu du lịch về thú cưng. Đó. Đây, mình sẽ vào trong này này. Đó. Khu này thì lát nữa vệ sinh xong mình thì mình sẽ mới mở ra, bởi vì bọn này thì hay nghịch nước nên là mình phải vệ sinh sân để khô ráo đã thì mới thả ra các bé ra. Đó, đây là dãy dòng chó nhỏ này, Corgi, Shiba, quá trời nhiều luôn. Đó, còn học viên, thêm một người học viên ở mình là cũng đang vệ sinh chuồng trại này, vệ sinh chuồng trại, sân chơi. Khu sau này thì sẽ có 3 người, 3 người là thử thách về vấn đề vệ sinh, kiểm soát những bé chó. Đó, còn trong kia nữa, trong kia là cũng có nó. Khu đây là một phần mình sẽ để các bé cún con. Đấy. Đây là một phần nhỏ, cái phần cho con thôi nha các bạn. Đó. Rồi, tiếp theo. Giờ mình sẽ đến với khu chó con. Đấy. Phần này thì mình đang làm để cho các bé ra chơi này. Đó, xin tỏ. Đây một khu nữa. Đó. Đợt sau này thì mình sẽ có 4 nhân viên. 4 người. Chuyên phụ trách cái khu vực này. Đó, đang cho xịt rửa chuồng trại đó. Các bé cún rồi. Đây bé Shiba này. Bé Shiba, bé đây là một Shiba màu vàng này, Shiba màu black tan này, Shiba đen này, bé Golden này, đó, quá trời nhiều dòng luôn. Còn có bé này là Alaska này, bé này thì tạm thời chưa thả ra. Đó, đây là khu vực chuồng trại chú cho con.